sẽ luôn là người dẫn lối, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có em ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé. Trời ơi, đẹp trai mà hát hay nữa, vỗ tay cho hai chàng trai trong tuần này. Trước hết là cảm ơn hai chàng trai vì đã có một phần mở màn rất là ngọt ngào vừa rồi. Em đánh đàn hay quá. Hôm nay anh với em có chung một điểm, đó là mình được nghe bài hát này trước. Đúng chưa? Khán giả được coi trước đó. Nhưng ban cố vấn chưa xuất hiện là chưa coi. Chưa coi là đó là một điều thiệt thòi. Chính xác. Thoát. Bởi vậy đó. Bây giờ làm sao? Bây giờ là mời ban cố vấn ra đây nói chuyện với tụi mình nha. Một đảo tay cho ban cố vấn. Nha. Và đó là ban cố vấn. Mời ban cố vấn. Ủa anh ơi, chưa ra luôn á. Anh chị ơi, ban cố vấn ơi, không có luôn, chết rồi. Ban cố vấn ở đâu ta? Trời ơi, dưới kia kìa. Dưới đây luôn nè. Bên đây nha, chẳng những là được coi hình trước MC, trời, nghe tiếng trước MC luôn, đúng không? Vậy mà em cứ tưởng là ban cố vấn ngày hôm nay đã bỏ qua một tiết mục quan trọng rồi. Thế? Không được xem. Định ra mình còn chọc tức liêu liêu nữa. Bây giờ mời ban cố vấn quyền lực của chúng ta bước lên sân khấu ạ. Yeah, về vị trí của mình, xin chào. Xin mời. Và chắc chắn hai chàng trai này sẽ có rất là nhiều điều muốn nói. Chúng tôi sẽ nói một câu ngắn trước khi bắt đầu chương trình. Xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Tần số tình yêu. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và ngay bây giờ, nào chàng trai áo xanh tự giới thiệu về mình đi nào. Dạ vâng, đầu tiên thì em xin được chào anh chị cố vấn. Và xin được chào hai MC xinh đẹp. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tùng. Tên đầy đủ là Lê Thanh Tùng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm mỗi giây thì có lẽ nó đã không đẹp đến thế. Và nếu khoảng cách giữa em và anh là 5cm thì chỉ cần một bước chân chứ không phải là cả một đời người. Em có đồng ý cùng anh thu ngắn khoảng cách đó không? Tùng năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại thì có đủ về mặt kinh phí cho bản thân mình không? Hay là có dư ra gì đó không để kiếm bạn gái nè? Dạ, hiện tại là trong quá trình thời gian làm việc thì em cũng đã mày mò vật lộn dưới gọi là vô trong này để làm việc đó. À, cũng kiếm được một khoản mà cũng nói chung là cũng đủ để hẹn hò bạn gái. À, cưới vợ đúng không? Dạ. Và tháng đầu tiên làm vợ anh nhé mà. Dạ. Dạ, tiếp đi. Tiếp nào. Em tên là Lê Hoàng Hải Đăng. Thì công việc hiện tại của em là thiên về mảng là event. Và em có làm mẫu ảnh cho lookbook. Anh là người có tính cách hơi rụt rè. Anh không biết ngọt ngào. Anh chỉ có thể dùng hành động để chứng minh với em rằng quyết định của em sẽ không bao giờ là đáp án sai. Chỉ với điều đó, anh hy vọng em sẽ đồng ý nắm tay anh đi hết đoạn đường tình này. Event hả? Em tổ chức sự kiện hả? Dạ đúng rồi ạ. Sự kiện của em nó bao về cái gì? Ví dụ như là ca sĩ hay là diễn viên MC hay là như nào đó em nói nên là cả mọi người đăng ký đây. Nói chung là về tổ chức sự kiện, về các bạn BG, B-Boy. Dạ. Buka là nghĩ ra đó. Sao vậy anh? BG là phải trên 1m7. Thôi đi anh, đừng nói về chiều cao nữa. Những người mang giày độn không có tư cách nói về chiều cao. Hôm nay không độn, có ai muốn cá không? Bây giờ tôi tự tin là không độn nè. Được rồi, vậy thì cái mẫu bạn gái mà bạn mong muốn là như thế nào? Thứ nhất là cũng phải 1m65 và có ngoại hình cũng xinh. Thứ hai là hiền và tốt bụng và có biết quan tâm đến người khác.
và hy vọng ngày hôm nay ban cố vấn của chúng ta sẽ tìm ra được cho hai bạn, hai cô gái hợp gu với mình, hợp tính với mình để tiến tới xa hơn với tình bạn nha. Yeah. Và bây giờ xin mời hai bạn về chỗ để chúng ta chào đón bốn cô gái ngày hôm nay. Xin mời. Xin mời. Các bạn đang đến vòng 1 của chương trình được mang tên Ấn tượng ban đầu. Giây phút này sẽ là giây phút rất là hồi hộp, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau được xem cái vóc dáng nè và lắng nghe những cái lời chia sẻ của bốn bạn nữ ngày hôm nay dành cho mình thông qua bức rèm kia. Xin mời bốn cô gái. Wow. Có một cô như là đi dân lễ vậy đó. Bây giờ nè, bốn cô gái chuẩn bị sẵn sàng profile của mình nha. Xả một cái tràng luôn cho hai chàng trai này lắng nghe nè. Đầu tiên, em số 1. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Ngọc Trâm, năm nay em 23 tuổi ạ. Em là một người con gái yêu Hà Nội, thích Sài Gòn và mến cái nắng của miền Trung ạ. Thì em cảm thấy cái tính cách của em là sự pha trộn của nét tính cách ba vùng miền. Ví dụ như là đối với người miền Trung thì em cảm thấy là tính thật thà, chất phác. Còn đối với người miền Bắc thì là sự dịu dàng, thanh lịch. Và em cũng thấy một phần tính cách của mình trong con người miền Nam, đó là phóng khoáng và thân thiện ạ. Thì đến với chương trình em hy vọng tìm được một người mà khiến em luôn cảm thấy bình yên và ấm áp khi ở bên cạnh người ấy ạ. Trời ơi, nó hay quá em ơi. Em làm nghề gì mà em nói chuyện có vẻ hay quá vậy? Dạ em là nhân viên văn phòng ạ. Wow, anh tưởng em làm MC không á. Em làm bên kế toán hay là gì em? Em là trợ lý ạ. Hèn chi. Trợ lý giám đốc. Trợ lý là phải đi họp. Trợ lý giám đốc. Dạ. Mặn Trinh nó phát hiện trợ lý giám đốc mà làm như mừng rỡ. Trợ lý giám đốc. Trợ lý giám đốc. Mình giới thiệu chiều cao luôn rồi, em cao bao nhiêu? Em cao 1m57 xong đi ạ. Em tên gì? Em là Ngọc Trâm ạ. Ngọc Trâm nói chuyện tưởng hướng dẫn viên du lịch không á chứ. Mẫu lý tưởng của em là như thế nào nè? Về mẫu lý tưởng thì em cảm thấy là em ấn tượng với người con trai mà có nụ cười tỏa nắng ạ. Mời bạn số 2. Dạ xin lời đầu tiên cho em gửi đến tất cả mọi người lời chào trân trọng nhất ạ. Em tên là Lài Phạm, em năm nay 23 tuổi. Công việc của em là giáo viên mầm non. Ngày hôm nay là em đến với chương trình là mong muốn tìm một nửa, gọi là một nửa mảnh ghép của mình. Em là người ở đâu? Dạ em là người miền Trung ạ. Em là ở Quảng Nam ạ. Số 3 luôn nha. Xin chào mọi người, em là Thu Sương. Em 23 tuổi, em đến từ Long An. Hiện tại em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề gì bé Thu Sương? Dạ em còn là sinh viên và em đang làm diễn viên tự do. Số 4 ơi, bạn hãy tự giới thiệu về mình đi nào. Dạ xin chào tất cả mọi người, em tên là Trần Thị Hồng Loan, em đến từ Bến Tre. Hiện nay em là sinh viên trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành công nghệ sinh học. Đến với cuộc thi lần này thì em rất mong tìm được một nửa của mình sau nhiều năm FA và được học hỏi từ tất cả các bạn. Hai bạn trẻ có hỏi thăm gì bốn cô gái không? Chắc chắn là phải hỏi rồi. Bây giờ mình cảm thấy ấn tượng với bạn nào ngay phần mở đầu nè? Em cảm thấy ấn tượng với cái bạn cô giáo mầm non ấy ạ. Cho anh hỏi là lớp em có bao nhiêu bé? Dạ. Mầm non á? Dạ em lớp em cũng đông lắm, khoảng 20 đổ lên luôn, 20 đến 30 đến 35 cũng có ạ. Vậy hả? Tức là một em là ở trong lớp em là mình là quản các bé luôn đó hả? Một mình em hay là có người phụ? Dạ còn có cô nữa, nhưng mà ý là cũng có tham gia nhiều hoạt động, là cũng chăm sóc trẻ, xong rồi cũng có nhảy múa hát nữa. Dạ. Em trong lúc mà em chăm sóc các bé thì em thấy khó khăn nhất là cái gì? Cái gì cũng khó khăn hết, nhưng mà yêu thương trẻ thì chắc có lẽ là làm được hết ạ. Đó, cho em hỏi bạn số 3 luôn. Dạ. Bạn ở chỗ nào, quận 12? Dạ, mình ở Trường Chinh ạ. Em làm nghề gì ạ? Em là hiện tại là MC tự do và thứ hai là cũng đang làm tư vấn tài chính của... Tư vấn tài chính. Tư vấn tài chính hả? Dạ. Còn dạ. Chàng trai bên này thì sao? Đang ấn tượng nhất với cô nào? Tại vì mình còn nhiều cái nữa đó. Em ấn tượng mức với cái cô số 3. Cô số 3, bởi vì em nhìn nghiêng thì cái mũi của cô ấy rất là cao. Wow. Và mấy cô gái cái mũi cao thì rất là đẹp. Vậy giờ mình coi cái đẹp nữa nè. Đó. Tiếp theo sẽ là những chiếc ốp lưng dành cho hai bạn. Xin mời. Lưng. Đẹp chưa? Em số 4 là đơn giản nhất luôn. Em số 1, cho anh hỏi cái hình đó là em á hả? Hình chị bu gì của em phải không? Chibi phải không?
À, thực ra là cái hình này là một người bạn của em tặng cho em ấy ạ. Thì bạn ấy bảo là cảm thấy cái tính cách của em thì nó có nét nào giống với cái cô gái trong hình. Tức là vừa cảm giác là cô gái này rất là nữ tính nhưng mà cũng là có cái phần mạnh mẽ ở trong cái tâm hồn ấy ạ. Nhìn rất là cá tính á. Còn câu số 2 là quá là điều đà nè, cái đầm công chúa nè. Em xài cái này lâu chưa em? Dạ cũng lâu rồi, nó chảy hết trơn rồi đó anh. Nhưng mà hình như là em thích cái hình này nên là mình vẫn giữ xài đúng không? Dạ dạ, tại thích nên xài. Cái đó hình công chúa thủy tề hả? Sao? Hay ai vậy em? Dạ thấy đẹp là em mua em xài thôi ạ. Số 3 nè. Ồ, số 3 dễ thương quá, nhìn cái hình là muốn tới Noel luôn rồi đó. Hình chiếu nay vàng ngơ ngác hả bé? Dạ tại em thích hoa văn và màu mè vậy nên em chọn. Bạn số 4 sao không gắn ốp lưng cho đẹp? Dạ tại vì em thích cái gì đó đơn giản nha. Rồi bây giờ mình xem được 4 chiếc ốp lưng rồi, mình cảm thấy là mình thích chiếc ốp lưng nào, mình ấn tượng với bạn nào? Mình đừng có thích để cho mình xài nha. Đúng mình rồi. Thích người ta xài nha. Thích nghĩa là mình thích bạn gái mình xài cái ốp lưng đó đó. Đối với em thì em thấy là bạn số 2 á, là cái ốp lưng của bạn ấy thì mặc dù là em thấy là khá là chầy rồi đó, nhưng mà bạn ấy vẫn giữ, và bạn ấy như mấy bạn ấy đã nói là bạn thích thì bạn ấy sẽ xài. Khi tức là cảm nhận của em nghĩ bạn này là người đã khá là trung thủy. Trời ơi ghê không, xì ra từ cái điện thoại chưa gì đó mà trung thủy rồi. Còn em nó sâu sắc dễ sợ. Em thì vẫn quyết định là cô gái số 3. Minh Sùng muốn chia sẻ với hai bạn rằng là chúng ta còn rất là nhiều cái để khai thác nữa, cho nên các bạn có thể thay đổi quan điểm của mình thông qua từng phần hấp dẫn như vậy. Rồi tiếp theo sẽ là màn hình khóa. Màn hình khóa. Ủa, thấy chưa? Ai ơi, em bận bộ đồ ngủ hay áo đầm ngủ hả? Áo đầm đi chơi. Dạ, maxi á chị. Maxi đầm dài. À, vậy đó hả? Bé số 1 cho anh hỏi hình đó, hình của em với hình ai vậy? Hai người á. Cái bóng, bóng đó anh ơi. Cái bóng đó. Hình của em tại buổi triển lãm ở ngoài Hà Nội á thì là bạn thân của em chụp cho em ạ. Và cái bên trái là cái bóng của em hả? Dạ vâng đúng rồi anh. À cái bóng. À, bên đây cũng có hai người nè, dễ thương quá nè. Số 3. Em ơi, Đăng ơi, em nói em thích 1m65 mà đây người ta 1m66 vẫn có đầm trắng. Đẹp. Tay dài xong. Đẹp quá trời kìa em. Ồ xinh quá nha. Em ơi. Có thay đổi gì không Đăng? Đăng ơi. Dạ, cao ráo nãy em thích nè. Đẹp nè, cao nè. Trời ơi, cái tướng này về làm event cho em là sướng luôn. Thì bởi vậy hai chồng đi làm chung. Đăng, em nói là nhìn ngang mũi cao phải không? Tại vì tóc cô bé này xõa xuống, nó che đi cái mũi. Đúng rồi. Thiệt đó, em suy nghĩ lại đi nha. Em dán tóc lên coi bé. Bé số 4 ơi. Dán số 4 tóc, tóc ở đó. Mũi cao luôn. Trời ơi. Mình nghe ban cố vấn tư vấn được như vậy rồi thì hai bạn cảm thấy bây giờ mình có lung lay không, hay mình vẫn ấn tượng những bạn nữ ban đầu của mình? Chọn theo cái cảm giác nữa nha. Có cái tần số nha, tần số nữa. Với tôi thấy bạn số 1 cũng dễ thương nè. Xin mời cũng các khó, bạn. Khó tại vì Trinh thấy là bốn người trên đây, bốn người phụ nữ trên đây ai cũng có một cái giọng nói rất là dễ thương. Cái cách người ta trình bày về một cái vấn đề gì đó nó rất là thông minh nữa. Nhiều khi em lại chọn số 1 hợp á, làm MC cho những cái event của em được. Hết hỏi thêm những người khác đi. Hỏi nữa đi em, hỏi đi. Đang hỏi số 4 thôi. Hỏi về gia đình nè, ba mẹ sao nè, anh chị em sao nè. Mẫu người chồng lý tưởng. Bạn số 3 ơi, cho mình hỏi nha. Tại sao ba cô gái đều thay đổi hình là hình nền, còn bạn thì để lại là hình của hoạt hình? Tại vì mình thích cái gì nó dễ thương một xíu. Mà nếu mà người khác mà có mượn cái điện thoại của mình á, mở lên á thì người ta cũng ấn tượng với cái con người của mình, là chắc chắn là tính cách nó cũng dễ thương cái hình vậy đó. Bạn số 1 ơi, cho mình hỏi là bạn ở đâu ngoài Bắc vậy? Em là học tập và làm việc ở ngoài Hà Nội ạ. À vậy hả? Em nghĩ là Tùng đã hỏi hết các bạn về tính cách của các bạn rồi nên em vẫn giữ quyết định của mình. Dạ. Yeah. Cảm ơn. Đó. Hai chàng trai. Rồi. Xin mời các bạn chọn. Tất cả quý vị và các bạn, hai chàng trai của chúng ta cũng đã có những cái sự quan sát về bốn cô gái và cũng đã hỏi thăm, nhưng chúng ta vẫn chưa biết được kết quả cuối cùng. Cô gái nào sẽ phải dừng chân tại tần số tình yêu? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ giây lao, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
sẽ đến với quyết định của hai chàng trai. Hai chàng trai ngày hôm nay cảm thấy ấn tượng với cô gái nào ở trên đó? Cá nhân của em ngay từ đầu em đã ấn tượng với bạn số 2. Số 2? Dạ. Số 2, chúc mừng bạn. Dạ, em cảm ơn ạ. Còn Đăng thì sao? Bạn muốn tiếp tục tìm hiểu cô gái ở ô số mấy? Mình sẽ ấn tượng với cô gái số 3. Dạ, chúc mừng cô gái số 3. Còn hai ô còn lại, số 1 và số 4 sẽ nhờ các anh chị trong ban cố vấn chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Trong ban cố vấn mà trên đó là nữ là tất nhiên quyền về thuộc về nam, mời Tiết Cương. Bây tôi giờ thì số 1 tôi, với số 4 nè. Số 1, số 4 thì tôi quyết định giữ bạn số 1 ở lại. Em được quyền chọn, em mừng gì số 1 không? Không, em cũng cùng quan điểm với anh Cương là bởi vì á. Tại vì cho nam đúng không? Bởi vì thật ra số 1 rất là có những cái hay uẩn khúc. Nhưng mà không muốn giữ lại bạn số 4 là vì bạn nó cao 1m65, giữ lại hồi bạn này lăng tăng nữa, thay đổi ý kiến nữa, làm buồn cô gái số 3 nữa. Vậy đồng lòng hả bé Trinh? Đó, đồng lòng giữ lại số 1. Chúc mừng. Em muốn nhìn mặt bạn số 4 quá nè. Xin được chúc mừng bạn số 1. Và chắc chắn rồi, ba cô gái này sẽ tiếp tục được hai chàng trai cùng với tất cả mọi người tìm hiểu vào những vòng trong. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cô gái số 4. Xin mời. Em hy vọng sẽ gặp được một người đã sẵn sàng mọi thứ để thương em. Một người có thể hạ giọng khiến những cuộc cãi nhau hơn thua căng thẳng giữa em và anh hạ xuống. Người luôn sợ em buồn, người luôn không muốn đánh mất em. Dù em có rất nhiều tật xấu hay im lặng và bỏ đi khi tức giận, nhưng anh ơi, lúc đó là những lúc em vẫn luôn mong chờ tin nhắn của anh, vẫn luôn đợi anh dỗ dành. Vì vậy, anh có thể đừng để em chờ quá lâu và bao dung với em được không? Em ra đây là mọi người, là các chàng trai đây là ngợp hết rồi. Bây giờ em giới thiệu lại một lần nữa về cái cảm xúc của mình khi đến với chương trình cái nào. Cảm xúc của em khi đến với chương trình thì em cũng rất là vui và trong lòng em thì ao ước là sẽ tìm được một bạn nam nào đó thì sẽ cho em cảm giác an toàn và mang đến cho em một sự ấm áp nào đó. Tại vì từ đó tới giờ thì em chưa có mảnh tình vắt vai. Trời ơi. Sao anh muốn hỏi là vì áp lực gia đình của em không muốn cho em đi ra ngoài giao du nhiều hay là bản thân em không thích? Ngày xưa thì cái hồi lúc cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì cái lúc đó thì là em học thì em áp lực nhiều quá. Tại vì cứ mỗi lần thi lên thì em lại được vào lớp chọn thì lúc đó thì sẽ có nhiều áp lực học tập nhiều quá thì em không có thời gian để mà quen bạn nào hết, em cũng không có thời gian đi chơi luôn. Và khi lên đại học á thì em lại vướng vào nghề, em hay đi làm mẫu hay livestream cho các nhãn hàng thì bắt đầu thì em cứ chạy tới chạy lui thì em rất là mệt trong người và về nhà cảm giác như là học bài xong rồi em sẽ ngủ, em không có thời gian để quen luôn. Là vậy vừa hả? Đi học vừa làm thêm livestream luôn. Giỏi quá. Anh hỏi thiệt Hải Đăng nha, em nói thật em lòng mình không? Nghe nha, em có tiếc không? Dạ, chết mày chưa thì hơi tiếc tiếc. Vừa xinh nè, vừa cao nè, vừa có học thức nè. Nãy nó cùng nghề rồi, chịu. Mà Tùng sao Tùng, em tiếc không? Em thì tiếc thay cho bạn Hải Đăng. Dễ thương, thương cho bạn. Duyên dễ sợ luôn. Dạ, ngày hôm nay thì rất là vui khi chào đón em đến với chương trình. Chúc cho em sẽ luôn luôn xinh đẹp, vui và đặc biệt là đạt được cái ước mơ của mình với công việc giống như là chàng trai sắp tới của em. Một tràng pháo tay, cảm ơn bạn rất là nhiều. Dễ thương quá. Dễ thương á. Ừ. Wow. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là cô gái ở ô số 4 đã phải chia tay với chương trình. Nhưng không sao, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo được mang tên Đi Tiền Tần Số. Và đến với vòng 2 này thì chúng ta sẽ được khám phá bên trong của chiếc điện thoại ba cô gái ngày hôm nay, để xem qua đó chúng ta hiểu được hơn về tính cách của ba cô gái như thế nào nhé. Xin mời. Xin mời ban cố vấn, chúng ta có thể giúp hai chàng trai này bật mở thêm nhiều cái gợi ý bên trong được không ạ? Cái số 1 cho anh hỏi, cái hình đó là em chụp hay ai chụp cái hình nền của em á? Bức ảnh này là do em chụp trong một lần là em đi du lịch Đà Nẵng ạ. Em ngồi ở bán đảo Sơn Trà hả? Đây là ở trên đèo Hải Vân anh ạ.
Nhưng mà em chụp rồi cái điện thoại trên bàn là của ai? Điện thoại trên bàn là của bạn em ạ. Bạn em lấy nó ra để nhìn cho nó ảo ấy. Em uống cà phê đen luôn á hả? Dạ không ạ, đây là bạn em uống đấy ạ. Bạn em là con trai hay con gái? Dạ bạn em là con gái anh ạ. Con gái uống cà phê đen. Mạnh mẽ. Tính cách của bạn ấy rất là mạnh mẽ ạ. Thì thực ra là hôm ý là hai đứa rủ nhau là bảo là ở trên đèo Hải Vân thì có quán cà phê ấy. Thì là bọn em mới thuê xe máy và phi lên trên này. Thì em thích cái bức ảnh này quá nên là em lưu lại để nhắc nhở em là vào cuộc sống luôn luôn rất là tươi đẹp ấy. Thì mình luôn phải trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống ạ. Trời ơi, câu nói cuối cùng dễ thương quá. Cho anh coi hình đi. Hình của em thì lướt qua nhanh. Gia đình em có mấy người em số 1? Gia đình em thì có 4 người ạ, là có bố mẹ và anh trai em ạ. Em bé đó là ai vậy? Em bé này là con của chú em ạ. Em gái, em có biết nấu ăn không? Em thì biết sơ sơ ạ, đây ạ. Có ảnh em nấu ăn đấy ạ, thì em chủ yếu là thích lưu lại những cái khoảnh khắc mà mình nấu ăn để mình xem và mình cảm thấy là động lực cho mình mỗi lần mình lười nấu ăn á. Trinh có thể coi nốt của bạn được không? Cái phần ghi chú á. Cái phần ghi chú á bạn số 1 ơi. Bún bò Huế nghĩa là mình lưu lại cái địa chỉ ăn mình thích đúng không? Dạ vâng ạ. Những địa chỉ ăn ăn hàng ngon. Có cơm gà xá xíu nữa kìa. Rồi. Sinh tố tao đàn. Rồi, nếu mà chọn câu này là các bạn sẽ có được những địa chỉ ăn rất là ngon để hai đứa cùng đi ăn với nhau. Rồi, em thoát ra đi cho chị coi mấy cái trên được không? Bánh canh cô Dung rồi Tùng. Những điều yêu thích khi là một người gì đó. Phụ nữ. Cái này thực ra là em đọc một cuốn sách thì cuốn sách ấy bảo là mình là một người phụ nữ thì mình nên luôn cảm nhận những cái giá trị trong con người mình và để mình mỗi lần mình cảm thấy stress ấy ạ. Sau mỗi lần đi làm vất vả về thì mình cảm nhận vào bên trong của mình và cảm thấy hạnh phúc với mình ạ. Chọn bạn số 2 đi. Rồi số 2. Em ơi, nãy chị thấy em đưa hình ảnh đồ ra đó, cho chị coi hình đi. Thiếu Nhi không à. Thiếu Nhi là Thiếu Nhi là gì của em vậy? Cô học sinh. Mấy bạn học sinh đó trong mầm non. Không, nhiều khi có một cái giáo mầm non, con. Giáo mầm non mà. Mầm non luôn. Trời cưng quá. Đứa nào cưng quá là em ghi hình lại hả cưng? Hay là những học sinh cá biệt? Dạ không, là cháu của em á. Cháu em. Đó là có thể là cháu chứ không phải là học sinh không. Trời, cho coi đứa cháu mà cận mặt này đi em. Đang nè, ngoài cùng nè. Ở cùng bên trái. Ở trên á. Trời ơi, nuôi khéo quá hai cái má. Đựng đã. Rồi, bây giờ mình muốn xem gì nữa không ạ? Báo thức đi em, cô giáo dậy mấy giờ? 7 giờ sáng, mỗi ngày. 3 giờ sáng dậy làm gì em? Vậy chuẩn bị đồ 7 giờ đi làm. Nhiều khi có công việc đột xuất nên em bấm vậy thôi. Nhiều khi cũng qua rồi, cũng qua lâu rồi á. Mấy giờ là em đi dậy hàng ngày là mấy giờ? Dạ 6 giờ là em dậy rồi. Mà em để đồng hồ 7 giờ. Em cho anh coi cuộc gọi gần đây đi. Rồi kéo lên từ từ. Đi, ừ. Nữa kéo đi em. 1:30. Cứ kéo đi. Đẩy lên em bé. Lướt đi. Em dạy học được bao nhiêu năm rồi? Hình như là em không có thói quen lưu danh bạ đúng không? Số thấy tờ là số không? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo bạn số 3. Bạn cố vấn muốn xem gì ạ? Vô YouTube đi em. Nhiều khi ngay coi. Dạ vô history nằm dưới nè. Em từ từ coi. Diệt Hương kìa. Diệt Hương. Diệt Hương già vàng ban cố vấn. Cái gì body sắp. Tần số tình yêu đó. Rồi tới luôn. Tới từ từ tới. Em muốn anh đưa em về trái tim. Bạn này thích Hàn Quốc, thích nhạc Hàn Quốc. Hàn Quốc quá trời. Ồ, nhạc Hàn Quốc nè, rồi phim những kiếm cái hiệp. Chương trình hài. Tân bản phong thần, thích xem phim. Em bây giờ là vô tin nhắn đi, tin nhắn đi. Tin nhắn hả? Tin nhắn coi là nhắn với ai gần đây nhất. Toàn là tổng đài nhắn thôi. Rồi. Rồi Hải Đăng ơi, có câu hỏi đặt với em bé này không Hải Đăng? Rồi lướt nào có ảnh em tìm lướt qua nha bé. Toàn đồ ăn. Đồ bạn ăn thích, không? Thích ăn uống lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Thích ăn hàng thích nè, trà sữa nè. Em có nuôi chó hả? Dạ có. Con chó bự quá kìa. Ôi con chó của em tên gì? Dạ nó tên Bắp. Ôi dễ thương. Bắp nhất là em có biết nấu ăn không? Dạ có, em biết nấu mấy món đơn giản. Bạn có tâm hồn khá là ăn uống mà em nghĩ khá hợp gu với em. Bạn thích ăn món gì nhất? Mình không có cái món nào mà là chính hết trơn á, món nào cứ ăn được là mình ăn. Ba bức hình selfie thấy rõ nét lắm. Đó. Quá giờ nét luôn à. Ý con bé số 1 có cái cầm tay cưng đó rồi. Đúng rồi nào.
Cầm lém. Cầm dễ thương. Cầm vi lai đó. Bạn số 2 có cái mục rùi cũng dễ thương. Cái ban tổ chức này hay ha. Chụp vậy mà cũng chụp được nữa. Số 3 có cái môi này cưng quá giống giống chị ấy, em. Môi dưới dày hay môi trên á? Là môi dảnh hả? Môi chề. Môi đẹp quá. Môi chề dễ thương. Ai cũng đẹp, ai cũng xinh hết. Rồi giờ bé, sao đây? Bé số 2 có cái mục rùi sẵn luôn hả? Mục rùi ngay môi. Chị có mục rùi có duyên quá. Dạ. Nói chung ơi, ai cũng dễ thôi. Ba tấm hình xuất sắc. Muốn chưa xỉu rồi. Chương trình nào mà chụp hình muốn rõ xỉu. Nét chương trình này. Bây giờ như vậy, suy nghĩ cho kỹ nha. Để mình có cơ hội tìm hiểu phần sau nữa. Nhưng mà phần cuối của chương trình thì các bạn sẽ không được quyền quyết định, mà chính các cô gái các bạn lựa chọn sẽ gọi điện thoại ngược lại cho các bạn để xem các cô gái có đồng ý hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Các bạn đã cùng quay trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ nè, trước khi hai bạn ở đây lựa chọn thì Minh Xù hy vọng rằng là ba bạn nữ phía trên, chúng ta sẽ nói ra mỗi người một câu nữa để thuyết phục. Bởi vì bây giờ quyền lựa chọn vẫn là các bạn trai ở đây. Xin mời bạn số 1. Thực ra thì cho dù là hai anh chọn ai thì em cũng tôn trọng quyết định của hai anh ạ. Rồi, bạn số 2. Bạn số 2. Em hy vọng là sau chương trình thì qua chương trình thì em sẽ tìm được một nửa kia để nắm tay em đi suốt quãng đời còn lại. Nhưng mà nếu như không có duyên thì em cũng hy vọng rằng là hai cô gái ở đây và hai chàng trai sẽ tìm được một nửa rất là phù hợp ạ. Cảm ơn em. Dễ thương quá. Số 3. Đến tới chương trình này thì mình cũng muốn tìm được một nửa kia của mình để san sẻ những chuyện vui buồn cùng nhau, tìm hiểu những cái tính cách chung của hai đứa. Thêm một cái nữa là nếu mà bạn chọn mình á, mọi chuyện nấu ăn thì bạn không sợ bị đói. À, lo về cái bao tử cho hai bạn cũng như là chọn cô ấy. Rồi. Thì bây giờ hai chàng trai của chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Mình cảm thấy ấn tượng với bạn nữ nào ngày hôm nay? Tùng. Có quyền thay đổi nha. Em lại thì lại vừa nãy xem cái hình đó là em lại thích cái cô số 3. Ba. Hay, anh này hay, thích thay đổi. Có quyền. Vậy có thì quyền. Bây giờ không có quyền. Quyết định của bạn là? Bạn ấn tượng với cô gái nào? Nhưng mà từ lúc đầu em đã nói rồi đúng không ạ? Em vẫn quyết định giữ quan điểm của mình, số 2. Chắc chưa? Sao nói nhẹ quá vậy? Nó mạnh lên em. Nào, 1, 2, 3. Em ấn tượng với số 2. Số 2, chúc mừng bạn. Còn Đăng thì sao? Đối với em thì bạn số 1 thì cá tính rất là mạnh mẽ. Cá tính mạnh mẽ thì không hợp gu với mình. Còn bạn số 2 thì mình làm cô giáo thì cũng không thích hợp với cái nghề của mình luôn. Nhưng mà bạn số 3 thì mình vẫn kiên quyết là bạn cười rất là dễ thương và có một cái khuôn mặt rất là góc cạnh, nên mình sẽ ấn tượng, mình rất là ấn tượng với bạn số 3. Chúc mừng bạn số 3, bạn được ở lại. Và hai bạn cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về hai cô gái này ở vòng trong. Bây giờ thì xin mời hai bạn bước lên sân khấu, quay mặt lại đây để chúng ta đến với ba bức ảnh thật của ba cô gái ngày hôm nay. Xin mời. Mình lên sân khấu đi ạ. Ở dưới đây chúng tôi có như thế nào thì các bạn cũng đừng xoay lưng lại nhé. Và bây giờ sẽ là bức ảnh thật của ba cô gái ở phía trên. Xin mời. Wow. Bạn số 1 như thế nào ạ? Ba bức hình. Xin được mời ba bức hình chúng ta tắt đi và mời hai chàng trai quay lại đây ạ. Hiện hình ra nghe ở đây hò reo cổ vũ kinh khủng khiếp, thấy làm sao? Cái ô số 3 của mình á, em thấy khá là tò mò. Tò mò. Còn Tùng
Em còn tò mò hơn nữa. Tò mò hơn hả? Thôi giờ vậy, để giải tỏa sự tò mò này, dạ xin mời ô số 1 bước ra sân khấu. Yeah. Em là cô gái thích khám phá, thích mạo hiểm. Nhiều người lần đầu tiên gặp em luôn cho là em là cô gái khó hiểu và không phải là bến đỗ an toàn. Nhưng anh ơi, ai cũng có thanh xuân và em muốn tô vẽ thêm nhiều màu sắc cho thanh xuân của bản thân em trước khi anh xuất hiện. Với em, anh giống như món quà mà tạo hóa đã để dành sẵn và đúng thời điểm sẽ trao anh cho em. Thưa quan viên hai họ, thì ngày hôm nay tuy không được chọn nhưng cô ấy cũng có tôi rồi. Em ơi, nào. Trời ơi, đàn ông quá. Anh phải nói là rất là tiếc khi em phải dừng lại với chương trình Tần Suất Tình Yêu. Nhưng mà hồi nãy giờ mình được trò chuyện nè, được lắng nghe sự đóng góp của ban cố vấn và hai chàng trai ở đây nữa. Thì cảm giác của em như thế nào? Thực ra thì cảm giác của em ngồi trong ý thì rất là hồi hộp ạ. Thì nhiều lúc là muốn thả thính hai anh lắm nhưng mà cảm giác hồi hộp quá không nói nên lời ạ. Ừ, thích luôn cả hai anh hả em? À không ạ, em thì ấn tượng với anh Tùng ạ. Anh Tùng là anh nào? Đó, chưa gì hết giới thiệu luôn rồi. Vì sao em lại ấn tượng với anh Tùng? Thực ra là tại vì nghe tiếng miền Bắc ấy ạ, thì em cảm thấy là tại vì là lúc đầu thì cái châm ngôn của em là yêu Hà Nội thích Sài Gòn ấy ạ, thì cảm giác là nghe tiếng miền Bắc mình thấy tự nhiên yêu đấy ạ. Vậy hả? Vậy dạ. Yêu bao nhiêu mối tình rồi? Em là trải qua một mối tình ạ. Một mối tình? Dạ vâng ạ. Bao nhiêu lâu? Chắc tầm nửa năm anh ạ. Sao ít vậy? Thực ra thì là mới yêu một thời gian ngắn thì nó chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Nhận đầu mà. Đồng ơi, dạ. Trước khi em gặp mặt bạn số 1 thì cảm giác em như thế nào? Anh xin lỗi em. Thực sự là giống như em nói thì anh cũng cảm ơn em đã có ấn tượng với anh. Nhưng mà em thực sự là rất là xinh. Thì anh cũng chúc em trong khi không, mặc dù hai anh không chọn, nhưng mà chúc em vì sẽ tìm được một nửa kia của mình. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Thật sự hôm nay cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị ạ. Chào bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã chia tay bạn nữ rất là xinh đẹp và duyên dáng, đó chính là Đặng Trâm. Còn ngay bây giờ hãy cùng đến với vòng thi đấu tiếp theo, phải gọi là thi đấu luôn. Bởi vì sao? Hai chàng trai ngày hôm nay sẽ phải được sự chọn lựa ngược lại đến từ hai cô gái. Và bây giờ sẽ là vòng bí mật của chàng. Xin mời. Thì chúng ta sẽ được khám phá bên trong chiếc điện thoại của hai chàng trai đây. Và xin mời hai chiếc điện thoại. Mình coi Facebook đi. Facebook luôn hả? Facebook đi, để coi là bạn ấy post cái gì lên hôm nay. Kỷ niệm một năm về trước. Trang cá nhân. Cá nhân hả? Đúng rồi. Đây. Khoa Lê. Khoa Lê chuyên nhận nam nữ bưng trap cho CDCR. CDCR là gì ta? Cô dâu chú rể. À, cô dâu chú rể. Hay. Kinh nghiệm á. Ừ. Wow, hay. Có tập gym nữa nha, có tập gym nữa nha. Sao không được coi nè. Được coi. Đó, đẹp trai quá. Ồ, chụp hình cưới nữa hả? Đâu, thì... đó đồ lễ phục của làm tiệc cưới đó. Đó là... Chụp hình nghe là chụp mẫu đó anh. Chụp người mẫu mà. Đúng rồi, chụp mẫu hình cưới. Quá trời, anh chàng này thuộc cũng dạng rồi, một dạng showbiz đúng không? Tập gym nè, cơ bắp này nha. Chân mày sắc quá nè. Ừ. Mèo đi, coi mèo đi. Mèo ha, ok mèo. Mèo coi làm mèo. Việc sao. Coi làm việc mèo, sao. Mèo, mèo, mèo. Quảng cáo, thay đổi số tài khoản. Rồi. Ừ. Số tài khoản. Ừ. Nhiều số tài khoản quá. Vậy là bạn này ít làm việc qua mail, chủ yếu là qua điện thoại rồi, thôi. Rồi, có cái khác. Rồi. Gì nữa? Âm nhạc. Vô. Cá nhân. Ừ. Tải gì? Về. Thay thế. Nếu không thể đến với nhau. Cô gái 1m52, chiều hôm ấy, não cá vàng. Weekend Wonderland.
Ủa sao tiếng cái từ tiếng Anh không đọc? Wicked Wonderland. Wicked Wonderland. Rồi, yêu một người có lẽ. Làm người yêu nhé, baby. Ừ, cứ thế mong chờ. Thế giới ảo tình yêu thật. Mình hơi rảnh á. Rồi, ok, mình hiểu cái style nhạc bạn này rồi. Rồi, giờ coi cái này. Không, bên kia. Dạ muốn coi gì ạ? Coi hình ảnh. Mẹ mẹ đúng không? Mẹ chấp nhận là được bà nè. Ô, mẹ mà trẻ quá ha, mẹ còn trẻ ghê. Mẹ nhiêu tuổi? Mẹ em sinh năm 70 ạ. 70? Dạ 70. Sao mẹ không ở quê mẹ lên Sài Gòn ở luôn với bạn? Đúng rồi, em đón mẹ vô trong Sài Gòn. Giỏi quá. Vậy ở nhà còn ai không? Ở ngoài quê? Có ba thì ba một thời gian nữa ba sẽ vô trong này. Em ơi, hình đám cưới nãy là đám cưới bồ cũ em hay sao em? Đây là bạn thân của em. Của em thì hai người em với bạn chơi với nhau thì bạn em lấy vợ mà. Giờ em nôn không? Em nôn không? Nôn tới em không? Dạ có nôn ạ. Rồi tụi sao em đi đâu mà ngủ lục vậy? Đi phượt hả? Đứa ngủ hết trơn à. Đi phượt phải không? Này là tạo nét hả? Dạ. Này đi đóng phim. Đây là ekip của em đi. Ekip? Dạ, ekip đi phượt. Làm MC mà không thấy tấm hình đâu trên sân khấu người ta. Có chị. MC đám cưới. Ôi lên trên sân khấu quá trình lịch lãm luôn. Mặc bộ đồ vest tươi xanh. Rồi đi qua coi bài hát của bạn này thích làm gì. Rồi, cái bình tĩnh kia. Nhạc rap nè. Phải giấu cuộc tình lời là anh chưa thể nói nè. Là anh chưa thể nói. Là anh chưa thể nói. Tùng bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Ừ, em có 2 mối tình chính thức. Mối tình mà chia tay gần nhất đây là cách đây khoảng 3 năm. Ồ. Vậy là 3 năm rồi không có người yêu. Tùng ơi, nếu hôm nay em chọn được một bạn vừa ý là em có tiến tới hôn nhân và gia đình không em? Nói chung là em cũng đã xác định là mình vô đây mình lập nghiệp và mình sẽ... Tại vì cái lứa tuổi của em bây giờ nó cũng không còn trẻ nữa thì cũng sẽ cố gắng. Để cho hai bạn nữ của chúng ta có thời gian tìm hiểu cái chiếc điện thoại của hai chàng trai như thế nào. Xin mời hai cô gái. Thứ nhất là cảm ơn hai chàng trai, cảm ơn hai cô gái còn lại phía trên. Thế nhưng bây giờ là cái tình thế thay đổi. Sự quyết định thuộc về hai cô gái, cho nên là hai chàng trai thân mến, bây giờ hai bạn phải nói một điều gì đó với hai cô gái của chúng tôi trước khi đến với quyết định này. Xin mời. Đầu tiên, Hải Đăng, mạnh mẽ lên. Mình sẽ ấn tượng với cô gái thứ ba vì có lẽ lúc đầu bạn hiểu lầm mình là cái điều kiện của mình là phải cao này kia. Nhưng mà thực chất thì do cái ngoại hình của mình thì hơi cao nên mình chỉ muốn là cái một người nào đó nó hơi ấn tượng với mình xíu, cân bằng với bạn, cân bằng. Dạ. Thì mình chỉ đặt điều kiện đó thôi, nhưng mà trong cuộc sống thì đâu có ai nói trước được điều gì đâu, thì mình mong là bạn sẽ suy nghĩ lại. Dạ. Bây giờ bắt đầu quéo quéo nhẹ rồi. Quéo nhiều quá, quéo năn nỉ rồi. Quéo thôi, bây giờ phải quéo rồi. Quéo rồi, số ba ơi, nó quéo năn nỉ nhẹ rồi nghe cưng, coi lại. Rồi, Thanh Tùng, xin mời. Đối với Tùng thì Tùng thực sự là hôm nay đến với chương trình đặc biệt hơn nữa là được gặp hai bạn và một bạn mà mình đã chọn nữa, thì mong muốn một điều rằng là bạn hãy cảm nhận và nắm bắt cái tần số. Nếu mà chúng mình cùng tần số với nhau thì mình có thể chọn và mình sẽ cố gắng, là chắc chắn một điều rằng là sẽ mang lại niềm vui cho bạn. Cảm ơn hai chàng trai. Bởi vì cái sự khó khăn của hai cô gái cho nên là chúng tôi sẽ dành cho hai cô gái ít thời gian để họ suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Còn các bạn thì sao? Hãy nghỉ với Lao, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Mời hai chàng trai bước lên sân khấu để chúng ta biết được quyết định của hai cô gái như thế nào nhé. Xin mời. Đây là số 2 đúng không ạ? Số 2 thì qua đây và về với Buka. Còn số 3 qua đây với... Chị Hương ơi. Hả? Chị thấy làm sao? Rối. Rối hả? Rối quá, không ngờ bận đồ rồi. Quá đẹp. Nổi quá. Lộng lẫy, nổi quá nổi. Xuất sắc. Màu đỏ luôn. Rực rỡ. Đi tìm tình yêu mà. Bất ngờ với cô giáo. Dạ. Bây giờ cô giáo hãy cho biết đi. Mình ra đây. Cô giáo phải sần quá. Mình nhìn đó là thấy được cái bờ vai thôi. Ở phía sau một chàng trai thôi. Thì mình cảm nhận như thế nào? Hiện tại em rất là run.
Dạ, đối với em á là đối với tìm để tìm một chàng trai không cần qua quá đẹp thì nó sẽ rất là dễ đi ra ngoài bay bướm, là nhiều cô gái khác theo đuổi và cũng rất là dễ để mà để tìm bạn gái khác, nên em cần là cần một người là thật sự tin tưởng và chính. Còn bên đây Sương. Dạ, nãy giờ Sương em ơi, ngồi trong đó thì cũng hồi hộp, mà ra đây thì còn hồi hộp hơn nữa. Bây giờ nè, mình nhìn đằng sau lưng anh này, mình thấy sao? Nãy giờ mình thấy ảnh cũng hơi bối rối và hồi hộp đó. Tay thì cứ nắm rồi vuốt áo rồi các kiểu chỉnh chu. Sao em? Em thấy ảnh cao mà em thì lụng. Không sao, chiều cao không quan trọng đúng không? Dạ, thì hy vọng là anh này sẽ làm cùng tần số với em thì cùng anh. Hy vọng thôi đúng không ạ? Rồi, hai cô gái cũng đã có chia sẻ riêng của mình. Vậy thì bây giờ sẽ là quyền quyết định của hai bạn. Đầu tiên, xin mời cô giáo bên kia trước đi. Và bây giờ hai bạn sẽ có 10 giây để đưa ra quyết định của mình. 10 giây, bắt đầu. Mình có quyết định gọi hay là không? Gọi hay là không? Và... Nôn nóng quá thì thôi mình nhìn mặt nhau luôn nha. Alo là đồng ý rồi. Rồi vậy thì bây giờ hai bạn nhìn mặt nhau và nói lên cảm nghĩ của mình. Hai đứa đúng sân khấu luôn, bận hai bộ đồ học cho sân khấu. Rồi. Biết trước hay sao? Sao nói nè. Cái nhìn đầu tiên cảm thấy như thế nào? Thực sự là bạn cũng rất là xinh. Bạn rất là xinh. Cảm ơn bạn đã... Em thấy khuôn mặt em giống, hơi tự giống tròn tròn giống nha. Khuôn mặt anh cũng hơi tròn tròn giống giống em. Thế là tướng phu thê đó. Tướng phu thê đó em. Phu thê đó. Thôi vậy hai bạn ơi, cái này bắt cỡ. Xin đi cho anh nắm tay hay là... Cho phép anh được nắm tay em ha. Nắm tay chứ ai bắt tay. Đó giờ sao? Chưa hết muốn dẫn về luôn rồi kìa, từ. Bên kia thì hạnh phúc quá rồi. Dạ. Còn bên đây thì chắc chắn là cũng đang rất là hồi hộp, đặc biệt là Hải Đăng. Xin mời Hải Đăng đưa điện thoại của mình lên. Và bạn Sương chỉ có 10 giây để quyết định là mình có gọi hay không thôi. 10 giây dành cho hai bạn, bắt đầu. Bây giờ anh muốn lùi xuống với em hay là em bước lên với anh? Được. Dễ luôn. Thì anh sẽ lùi bước về sau để thấy em rõ anh hơn. Anh sẽ tiến về phía em. Thì tiến mà rất nên anh giờ. Lùi. Ta hỏi lùi hay em về sau để thấy em rõ hơn. Em lùi hay là cổ tiến? Nào, vui quá, hạnh phúc rồi, viên mãn rồi. Rồi bây giờ vậy nè, hai bạn ơi, khoan từ từ bên đây, hấp tấp để người ta chia sẻ cảm giác. Nào, mặt đối mặt nào, nói chuyện với nhau một xíu đi. Bạn khá là xinh luôn á anh. Nói với người ta chứ. Xin lỗi hôm nãy ra điều kiện hơi cao nhưng mà mình sẽ... Không sao, mỗi người đều có một tiêu chuẩn riêng của mình mà. Cảm ơn bạn. Vậy thì làm gì? Đứng tới dài luôn, tôi dễ thích thương. Ở cái ôm này đây nè. Để tôi tặng cho Long An tôi coi. Dù đây tặng không? Cho hai em. Cảm ơn anh. Dễ thương quá, xinh quá bé ơi. Chúc mừng hai cặp đôi. Dạ, xin được cảm ơn ban cố vấn rất là nhiều về ngày hôm nay đã xe duyên được cho hai cặp đôi nữa có chung tần số với nhau. Cho bốn bạn sẽ giữ được cái trái tim bằng thủy tinh này lâu thật lâu ở trong tương lai. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình Tần số tình yêu tuần này. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là 21:40 tới thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.